Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Đi tìm chân dung vua Quang Trung. Tác giả Nguyễn Duy Chính Đơn vị ủy thác bản quyền Tao đàn thư quán Giọng đọc Phương Minh Lời tựa Nếu cho tôi 6 giờ để chặt cái cây Thì tôi sẽ dùng 4 giờ đầu để mài cái búa Abraham Lincoln Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ có những giai đoạn được người sau viết thành hàng trăm quyển sách nhưng vẫn thấy như còn thiếu cái gì điển hình là thời kỳ nhiễu nhương tranh tối tranh sáng thay chủ đổi ngôi mà dù có tìm hiểu cặn kẽ đến đâu chúng ta cũng chỉ biết được một phần của biến động đó là một sự thật mà người nghiên cứu nào cũng trăn trở nhưng lại cũng là cái thú đau thương vì nếu mọi món đã nấu nướng sẵn sàng chỉ việc bày ra mâm thì không tán dương được cái công lao tìm kiếm tính toán để từ những món tầm thường nấu thành một bữa ăn ngon của người nội trợ thế nhưng bất cứ một công trình nào dù nhỏ bé như là một bài luận văn khi còn ở bậc tiểu học hay to lớn như viết một cuốn sách lúc đã trưởng thành thì cũng phải có đủ duyên mới thành tựu được trong nghiên cứu tài liệu chính là duyên vì không một công trình thực sự nào có thể ra đời nếu không có đủ tài liệu và hoàn thành một tác phẩm do tưởng tượng chỉ vài mươi năm trước khi hệ thống thư viện còn eo hẹp học giả việt nam thường phải trông vào liên hệ cá nhân để có thể mượn hay xem một ấn phẩm lắm khi phải qua trung gian của nhiều người việc sao chép cũng khó thường là viết tay hay quý giá hơn, đánh máy lại để có được hai ba bản. Những năm gần đây, sự phát triển công nghệ thông tin khiến chúng ta đi những bước dài, nhanh và nhiều gấp trăm, gấp ngàn lần thế hệ cũ. Qua mạng lưới internet, chúng ta có thể tìm thấy những tư liệu mà trước đây nằm mơ cũng không có được. Việc sao chép vừa dễ dàng vừa chính xác khiến những ai muốn tìm hiểu một đề tài thường có nhiều tài liệu hơn mình cần khiến hôm nay công bình mà nói khó khăn không phải là thêm vào mà là bớt đi cũng chính vì quá phong phú nên thường rơi vào thực giả khó phân biệt những gì chúng ta tìm thấy phải được kiểm chứng đối chiếu qua lại và nhất là có được sự công tâm không để rơi vào định kiến hay cố chấp kiếm tài liệu đã đành mà chọn lựa những tài liệu đáng tin cậy để sử dụng lại càng cần hơn. Trước đây, những người quan tâm nghiên cứu về giai đoạn nội chiến, thay chủ đổi ngôi cuối thế kỷ 18 ở nước ta bị hạn chế vào tài liệu triều Nguyễn. Những ai muốn đi xa hơn thường phải sử dụng ngoại sử, đôi khi tự tưởng tượng ra một số chi tiết cho phù hợp với mục tiêu nguyên thủy của mình. Thêm một chút nhiều tác giả tiểu thuyết hóa và coi đó như một dạng viết thay vào những khoảng trống lịch sử mà họ mong đợi chính vì có một quá trình thêm bớt phức tạp như thế lịch sử viết về thời kỳ này hư nhiều thực ích lẫn lộn giả thật vì không ai cất công tìm hiểu xem những chi tiết đó nguồn gốc từ đâu ra người đi trước viết sao thì người đi sau lặp lại không cân nhắc trình tự quan trọng nhất khi tìm kiếm tài liệu là loại bỏ những tài liệu thứ cấp chưa đáng tin nhất là những tài liệu có nguồn gốc thiếu minh bạch cũng không ai làm ngay cả nhiều tác giả được đào tạo rất chính quy nhưng vì không có tài liệu nên cũng phải sử dụng ngoại sử và chọn lựa những chi tiết nào phù hợp với sở hiếu của mình để dùng trong các nghiên cứu nhờ vào sự mở rộng các mạng lưới thông tin sử liệu việt nam nay có thêm nhiều cánh cửa mới khi hệ thống đáng án của trung hoa được công bố hàng trăm kho văn bản được sắp xếp sao chụp và phổ biến công khai đến các thư viện lớn của thế giới tuy không dành riêng cho một ai nhưng xuyên qua lợi điểm mới chúng ta có nhiều cơ hội để tiếp cận và khám phá những tài liệu liên quan đến việt nam một kho tài liệu khổng lồ khác cũng chưa được để tâm đến là tài liệu của giáo hội La Mã với rất nhiều báo cáo tai nghe mắt thấy mà các nhà truyền giáo sống ở nước ta thời đó gửi về tòa thánh. Hiện nay vẫn nằm chết trong các kho sách chưa ai khai thác. Ngày hôm nay, với tất cả những ưu điểm của thời đại, việc tiếp tục theo những lối mòn nghiên cứu mà các thế hệ trước đã từng đi qua không còn phù hợp. Chúng ta cần tiến bước vào những khu rừng hoang vu để tìm được những gì chưa ai biết, đúng như một câu nói của Ralph Waldo Emerson, sinh năm 1803, mất năm 1882, người nghiên cứu không thể chỉ đi theo những con đường cũ mà phải tìm những con đường mới để lại dấu vết cho người khác tiếp tục đi theo. Tháng 4 năm 2019, Nguyễn Duy Chính. Hết lời tựa bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé.